Hỏi đáp. Ông Tiền bà đi mắng ông Tiền cũng ốm. Trái nhị. Tiền gì đây? Tiền nó có quyền đấy. Chứ có tiền nó có quyền gì? Vâng. Có tiền là quyền thiên hạ thôi. Đấu sơn về. Đây à? Đánh như lại vui tính à? Đánh như lại vui tính, vui tính thì mới đánh đấy.